nó chạy lộn chạy qua bên kia. Đi từ hồi tối giờ luôn. Đi chưa 12 giờ đi ra xa lắm. Giờ trở về mua theo. Em biết là chỉ này không? Mình đó sao không có cái tên vậy? Có tên đó. Tên gì? Ngay chỗ mình đi bộ là có 6 phút à. Nhưng mà đi bộ về hướng nào mới được chứ không phải bên, địa chỉ. Bên đây mình á. Thì em biết là Westbank rồi, mình khu này là mình Westbank rồi. Ừ. Nhưng mà có cái địa chỉ ở đâu? Có địa chỉ đó. Này đâu có địa chỉ, này là cái vé xe buýt. Ừ, đây đâu có địa chỉ. Địa chỉ đây này. Vé xe buýt nó anh để thôi mất bây giờ. Ồ, nhà chèo ở bên đây nó rẻ dữ rồi. Để có biết nằm ở đường nào. Trên đường này luôn. Ờ, trên đường nó luôn đó. Ủa, mới bắt phòng là mình đi chứ. Có chìa khóa chưa? Chưa, gì bây giờ vô lấy chìa khóa. Vô, phải vô đây. Đây nè, văn phòng của nó nè. Ừ. Đây có cửa vô không sao, để cái đè gì cái này đây nè, nó vô. Đó, có lớn người kia. Vậy hả? Ừ. Gặp hai lúa này. Ủa còn tờ nữa. Tờ đó là tờ vé xe buýt mà. Không, hai tờ là ngày 18 nữa. Ngày 18 nữa, ngày 19 hai cá ở trong xe. Oh, triết lắm, check in đấy. Ok, thank you. Rồi, 3 giờ mới lấy phòng được. Thank you. 3 giờ mới lấy phòng. Nếu mà anh lấy sớm. Chưa giấc lót, we come back, ok? Dạ. Yeah. Nhưng mà hả, tới lúc mà anh ra, anh phải cũng phải ra mấy giờ đó, hỏi nó. Chứ không, anh ở ấy là nó sẽ tính tiền anh thêm. Không có tiền thì mình trả rồi. Trả rồi, nhưng mà anh cũng phải ra đúng giờ. Ờ, ra là phải đúng giờ. Ra là anh đi luôn mà. Ờ. Nhưng mà anh phải biết, vé của anh mấy giờ chứ giờ anh không có vé. Khai thế rồi chứ anh chưa được lấy giấy khế thai hả? Chưa, bây giờ anh đi em chở anh đi tới tới cái bà em biết có bà Hải không? Không. Hả? Bà Hải nào, em làm gì biết anh? Ở đâu lận? Anh nằm ngay chỗ chỗ nào? Bên đây mình nè. Bên bên nhưng mà ngay khúc nào mới được chứ hướng nào? Này có hướng Phở Bằng á. Phở Bằng hả? Trên đường này luôn? Ờ, trên đường Phở Bằng á. Đi ra đằng kia vậy, qua xe lại làm gì? Sao chạy qua được? Phải. Ủa? Có. Sao chạy qua được? Có cái à? Đây là thẳng luôn thôi. Ờ, thẳng luôn. Cái bà này là bà thay thế luôn hả? Ờ, bà này hồi xưa anh khai thế với bà ấy, người Việt Nam. Chạy ngay đường anh Hết nha. Anh Hết? Ờ, em chạy xuống đường anh Hết đó. Anh Hết, anh Hết thình. Ờ, anh Hết thình. Quẹo đây hả? Ờ. Chỗ nè. Hả? Là chỗ máy bay đó. Ủa? Máy bay đâu? Ờ, máy bay đó. Thấy không? Cá cắt nó với bài kìa. Đây hả? Ờ. Gì đâu, building này gì đâu mà tối thui rồi, không thấy xe nào hết trơn rồi trời. Chắc chưa tới giờ hả? Chưa mấy giờ rồi. Đâu? Nằm dưới kìa. Ờ, thấy chưa? Là bây giờ là chỗ anh lấy giấy thế là đâu đó hả? Ờ. Hôm nay á, mình tới là mình mở hàng luôn á. Hả? Đâu quá. Mình tới mình mở hàng luôn rồi, không thấy ai.
tâm sự xíu. Ừ. Sao rồi, công việc của anh sao? Thì cũng bình thường. Mệt lắm không? Làm thì không có mệt. Mà không có gà vô, không có gà thì mới mệt. Không có gà mệt hả? Ờ. Là sao? Được nghỉ mệt hả? Nghỉ nằm lên nằm xuống mệt. Mỏi. Đang kiếm người bạn nữa, đang làm chung với anh cho vui phải không? Ờ, mà kiếm người nữa thì làm hôm kia à. Chứ đâu có ở chung với anh đâu. Ở riêng, chung với ở chung. Ở riêng hả? Ờ. Thì mỗi người là mỗi phôi, là mỗi người ở riêng hết, không có ai ở chung với ai hết. Không ai chung chạm ai. Chúc anh chị ngon miệng. Bên kia là không có ở chung chạm, ở riêng hết. Mà tự nấu, tự túc, tự ăn, nấu, nướng mà ăn. Thôi anh thay thế luôn. À, thay thế luôn. Tại cái tội là quan cố 2019 thay thế được tiền đúng không chị? À. Không, giờ khai vô thì cũng được tiền vậy thôi. Tại em không muốn đem đồ lạc rồi về, tại đi tay không rồi về đây mua nó rẻ hơn bên kia mắc quá. Đồ bên kia mắc hơn bên đây hả? Ờ, à, đồ kia mắc đó. Mua không có nổi rồi em ơi. Mà đồ nó xấu lắm. Đồ mà giống như bạn mà vô đồ nó người bạn có nước xếp này sao giống như gì là đồ mình đi làm vậy đó. Mà nó trên đây bởi chán rồi, bởi anh không có mua gì. Chứ mà làm được thì mình mua được chứ. Nhưng mà rồi mới mua cho anh quá chừng mà. Mới mua 2-3 bộ được mà. 2 bộ đâu? 2 bộ, bữa anh đi anh mua 2 bộ. Anh mua có 2 cái áo thun, có cái quần thôi. 2 cái quần kia, 2 cái áo thun. Mà đi làm chợ gà đâu cần phải mặc mấy đồ đó đâu. Trời nó nóng lắm mày mừng. Thì đúng rồi. Nó mặc áo thun cho lắm á. Nó bận mấy đồ vải coi thôi, nó nóng chịu không nổi đâu. Em nghe nói là làm gà, chợ gà bộ mình phải bẻ cổ mấy con gà có không? Ờ. Vậy hả? Bẻ cổ chó chết. Con gà què rồi á. Con gà mà nhỏ đó. Bẻ cho anh chết. Cho thật cho chết thật là chết thẳng chứ còn ngáp ngáp rồi không có được đâu á. Ngày hôm qua con lên xe uống cà phê, giờ không uống cà phê. Em là cũng muốn ghiền á, không uống là làm giống như mình buồn ngủ. Ừ, uống cà phê mà không có cà phê, giống như là mình buồn ngủ vậy đó. Nó ngát, ở bên kia anh làm ngày 3 cử, 4 cử không à. Lát nữa chắc là phải đi ra ngoài công, chắc là phải mua mấy bịch cà phê. Có rồi, nó đem ra rồi. Nhanh nhanh được không? Tại vì anh có thể phải đi làm giấy tờ. Nó mẻ thôi, biết giờ mà. Ủa, mẻ à? Nó mẻ mà. Anh ăn cái gì vậy? Anh ăn ốc thai trước, anh đang uống uống quẻ sau. Cái hỏi này là cái gì á? Món này là cái gì? Đây là loại cuốn bò nướng. Ở đó mấy tháng mà không được ăn nhà hàng phải không? Ở đây mỗi ngày ăn nhà hàng phải không? Ở đây anh ăn nhà hàng mỗi ngày luôn hả? Anh ăn khỏi ăn mỗi ngày. Hả? Thì tiền nó làm không mà cái xăng đó. Nó làm cái người kia cho nó. Còn nó ăn sang lắm. Sang lắm hả? Ừ. Đúng rồi đó, sang. Bởi vậy mới hết tiền đó phải không? So
Ở đây thế này nó vang cái lầu bắp cải mới ngon. Có cải tím á, bắp chuối. Khai thế, có người đó khai ở đó chỗ đó có mình người đó khai, ông đó khai thôi hả? Người khác khai không? Khai mười đồng. Hồi bữa em dẫn anh đi ăn. Vô ăn. Ăn xong rồi bỏ thịt. Ủa ăn xong bỏ thịt. Bữa là bảy. Anh làm gì? Anh nấu đồ ăn ăn sau có đang lên nửa đêm có ói ra đại dụng nệm hết không biết không hiểu cái nào nó ói ra hết anh không tại không có chịu cái sao rồi nó ói đâu cũng một hai giờ sáng. Bởi mình ăn ba cái đồ mỡ ăn được. Ăn ba đồ mỡ vô là nó có tiêu, nó trương bụng mình lên, nó nặng bụng, nó ngủm được lắm. Khó thở lắm. Lần qua lần lại cái nó ọc ra. Mai lên cái ọc ra, đỡ rồi không ọc ra, còn khổ nữa. Hay bao tử mình cắt bớt rồi, tao giống là xưa nữa đâu, tại tụi nó cắt thôi. Bởi này nó mới bổ bụng mình to ra hơn gan tay vậy. Mà không ăn thì thèm. Mà thấy thịt bác chỉ thấy ngon như sao luôn á. Thấy thèm. Ok thôi để về nấu rồi gì ăn. Ăn vô. Thôi em giục luôn, đổ luôn nguyên đầu đồ thịt heo luôn. Khi ăn đồ thịt xoay hả thầy? Ăn gì ăn được thịt xay thôi mà cảm giác bệnh nó không có sao á, không có thịt xay, có bờ xay thì có, được còn thịt heo xay không có. Luôn cái máy gì á? Cái làm gì mày còn có con say nữa sao ai say nổi. Cơm còn chưa nấu nữa là ở đó say. Mua đồ khác ăn à? Đâu có. Nấu cháo ăn với ớt cây nhả ra. Anh bỏ chút bột ngọt vô rồi ăn với cháo. Trời ơi, ăn vậy là có sức à? Gà nấu cháo ăn đâu có nhiều tiền.
Rồi cái nấu một nguyên lùi vậy đó, anh ăn 4 ngày. Bắt đầu nó lỏng, lấy nước hấp qua cái lên chiều cũng đặt kẹo qua. Ăn cái chai đông luôn, ăn 4 bữa ngán qua tổ luôn, ngán con bé ăn. Anh nấu gì mà ăn tới 4 bữa cháo sao ăn nổi? Em nấu một lô gạo, nấu ít nước, bắt đầu nước thì nó lỏng, chiều đặt kẹo qua. Đó ăn bốn bữa khỏi nấu, bỏ vô tủ lạnh đó, cái hâm bỏ vô mê quê hâm ra nóng ra ăn. Bởi mình á ít ăn uống sữa không à. Bên kia lạnh quá, sổ mũi luôn. Ở bên bản lạnh không bên này? Lạnh hơn nhiều. Bên kia nó dù nó có cây cối nó lạnh lắm. Cây cối nó gió gió lắm. Nó lạnh. Trời ơi, anh nằm ở cái giường đó mà anh kê cái máy hít và sát trong người nó ấm. À. Mà anh mở tới 86 nó mới nóng, còn dưới nó không có ấm. Thôi thì nó nóng mà chảy mới cam luôn. Anh quen công việc đó phải không? Công việc đó ok với anh? Ừ. Anh làm quen rồi. Anh sợ người lạ vô họ không quen, họ chịu không nổi. Vậy anh làm thầy người ta luôn hả? Ừ. Mấy lúc mà giống như người ngưng lại gà vô rồi đó, ngưng lại là nó không trả lương à? Đâu lúc khi mà dọn chuồng á, để cho gà mới vô á, để cho gà mà gà khác vô á thì nó phải tính chứ, tại mình phải dọn sạch sẽ chuồng, mình phá thổ bụi nè, mình rửa quạt nè, rồi thổ bột cám nè, bà có ba việc đó thôi, lấy gà vô làm á. Làm sớm nghỉ sớm mà làm trễ nghỉ trễ thôi, nó tùy theo mình. Anh nói đưa ông ra phi trường hả? Ờ, thì anh nói em phải chở ra phi trường chứ. Chứ sao không đi được. Trời kêu mà qua kêu mà không biết lái xe nữa. Nghĩ chắc bằng lái mua không á. Mà mới cái làm được 2 tuần à. Chưa được 2 tuần nữa, có 10 ngày à. Ừ. Thấy làm cũng được thôi là ảnh cho nghỉ. Cho nghỉ hả? Ừ. Chứ làm được mà họ muốn làm gì em? Đâu tốn tiền. Từ từ, người ta từ từ chứ. Trời ơi, người ta trên 1 tuần là biết rồi chứ. Giờ nào cũng phải đi cài cài bên hông sao để được. Ai đâu mà đi cà kè bên hông mình, người ta còn phải buông tha ra chứ, để cho mình tự làm nữa, có gì không biết là hỏi chứ, ai đâu mà đi kè nữa, người giết người đi sau lượm lại chết mẹ luôn, không được. Trong xe đi được anh đẩy 10 vòng rưỡi mà. Một rưỡi. Bây giờ là 10 vòng rưỡi rồi. Giờ anh đi đâu nữa? Em phải chạy lại đó. Chạy đó thay thế đi rồi em chạy qua em rước. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, không có gì.
mấy anh này quen ở đây bắt buộc con phải tới đây đó. Dạ xin vô cô. Thank you con nhiều. Hôm nay ăn đây cũng nhiều lần á, lần đầu tiên mới thấy bà chủ á. Không phải bà chủ đâu, người làm chứ quen bà chủ. Lúc là bà chủ á. Bà chủ á ha. Đây là quán phở phở bằng. Mấy người làm ở đây cũng rất là vui. Đây anh đẹp trai. Trời ơi, nhìn không ra anh hùng đúng không? Không mừng quá vậy. Này 2000 mấy? Còn đây là 52000 là anh không có đi làm. À. Ở tiền thế nó trả lại cho em đó. Ồ, vậy đó hả? Ừ. Hên dữ vậy ta. Không có đóng thế mà được tiền thế hả? Ừ. Tại anh lo luôn không mà. Tại anh làm luôn luôn không anh có nó năm đầu nó mà cho. Vậy hả? Xanh hay làm số sổ? Đồng thẻ xanh. Thẻ xanh á thì đi ra ngoài kia là ra đâu mày biết không? Ra ngoài chỗ chợ Hồng Kông. Ủa vậy hả? Ờ. Ở vậy ra Hồng Kông đi. Mấy giờ rồi? Mới có 1 giờ mấy à. Giờ ra Hồng Kông không? Rồi. Đi ra ngoài nhưng mà cũng phải lấy hẹn á. Vậy lấy hẹn cho ngày mai được không? Đi ra ngoài hỏi nó thôi. Ừ. Đi đi. Đi ra Hồng Kông đi. Cho nó làm cho nó xong cho rồi. Ừ. Xô xô bây giờ bên kia nó đóng cửa rồi ra sao làm xô xô. Đi ra ngoài hỏi, đi ra ngoài. Bây giờ tôi sò thì mình có cái số ở đây rồi. Ừ. Mà giờ nó anh sợ nó đòi hỏi đồ cấp cấp bi hả? Hả? Đúng rồi. Còn ra hỏi thử coi nó trả lời thì sao. Tiền là tiền xong nhiêu? Thì 75 đồng. 75 đồng hai cái 150 đó. Qua, wow. Không có anh thơm gì đó nó cũng khai được nữa hả? Ừ. Sao các ông kia ông khai ra hôm qua nha, hôm qua các ông kia ông không có lần khơi mới là tại anh năm 2000 là anh thất nghiệp. Ừ. Với vừa bị Covid đó, 19 đó thì nó cho đó. 2000 mấy gì đó. Đó 2000 có... mấy. 2000 mấy bây giờ ở đây là đây anh có được ăn rồi có 1947 đồng. Và ông có nói đó là ông xin tiền 1.200 cho anh luôn rồi hả? À, thì có 1.200 thôi, 1.200 với lại 600. Ờ, 1.200-600 thôi. Rồi còn 1.400 này sao? 1.400 nào? 1.400 sắp tới có 1.400 nữa nè, có được không? Sắp tới thì hồi ai khai thế là cái người nó sẽ có, nó sẽ gửi về. Nó gửi về hả? Ờ, gửi về. Bây giờ là đi lấy hẹn, dẫn anh đi lấy hẹn để làm thẻ xanh. Nếu mà thẻ xanh anh nó mà bị giữ là phải ra tò đồ á, còn này là anh bị mất anh phải đi tới đây làm chứ không em hôm qua em mới phỏng vấn cái anh kia hả. Làm cái thẻ xanh 10,000+ luôn á và mướn luật sư á. Tại vì ổng phạm tội á, không phải phạm tội, tại tội ngoan cố người ta kêu đi làm thẻ xanh á, mới qua người ta kêu đi làm thẻ xanh không chịu làm. Cứ bỏ qua cho chơi thôi, mười mấy năm luôn, xong rồi tò nó mời đi ra ngoài sở INS á. Rồi phải ra đó mà phải thuê luật sư rồi tốn tiền dữ lắm luôn. Mấy nhà xưa nha cả nhà. He looks handsome now, right? Yeah. I'm so happy for you. Even the customers be excellent. What a man that will be awesome. Yeah. There's no eggs for you. Uh-huh. I'm so happy you are right. Oh, me, yeah. Beat you
for tonight. Oh, tonight? Yeah, 10 cakes. Yeah. Oh. You gotta come still. Yeah. When you leave. Wow. Anytime. So try to come tomorrow when we're training, okay? Because she missed you. Vậy sao anh muốn ở đây hay là anh muốn đi về em kia? Anh muốn ở đây phải không? Vậy thì thôi em đi ha. Ok bye. Trời ơi, đây có chìa khóa để vô phòng nữa hả? Ok bye anh ha. Đây cây xăng cũ của ảnh đó nha cả nhà. Bây giờ anh tới đây.